Bữa nay mình đi qua nhà rùa để mình với nhà rùa bảo tàng với nhà rùa đi lặt rau để đem ra chợ cho kịp chợ chứ bán chứ người ta đang gọi order nhiều lắm. Giờ mình bắt đầu chuẩn bị mời các bạn đi theo Xạo mình quá trời quá thôi. đất xạo. Sao nha. Này kêu xạo gì ta? Xạo lờ. Hai anh em làm sao lát cái quýnh lộn nha người con dao phải vậy? Bữa nay thu hoạch rau các bạn ơi, thu hoạch rau lạnh rồi. Sắp sửa lạnh rồi á, ăn không kịp nó uổng quá ha. Anh em đi quy hoạch để bán cho kịp chợ sáng chứ. Kiếm được nhiều kiếm chứ ha. Ta con dặn phải tranh thủ ta dặn cà nữa nè. Rồi các bạn ơi, giờ tới cà. Ta con ta dặn cà nữa. Hai cái hà bán luôn. Đây người ta làm mắm á, ta nấu bún mắm. Cà đây các bạn. Người ta nấu bún mắm á rồi người ta con ta dặn. Này là cà ông giặt. Ồ, trái còn nhiều lắm á, tháng coi trên đây mà. Ăn chứ. Đó. Ngon quá trời quá đất à. Ngon quá. Rồi ăn sao cho hết. Bị chị đó người đi bán đó. Người ta bán mà em tự nhiên hỏi sao ăn cho thôi chạy theo. Rồi bây giờ tới cắt cải. Ở dưới thôi đừng có cắt mấy cái cọng già dưới đây. Chu cha cải à. Cái này ăn nó xảy nước uống thì tốt nhưng mà này cái bụng người ta làm như nó không chịu cái này cái liên này. Cái này uống sổ mà chị Lâm. Trời ơi. Đi Cái đi. tốt chứ. Đau bụng đã đau bụng dữ lắm. Đau hả? Sẽ không có bị đau. Chị bị đau hả? Người ta không có dặn nhiều, người ta dặn cái nửa ký rồi. Cái này nữa. Cắt nữa đi, cắt cái đó đi. Ờ, bên trong nó nữa đi. Cắt cho nó lòi ra mấy cái cây này của em nè. Cải khèo tốt gì đâu. Tại vì nó mày trồng phân mới á liền toàn là phân mới á cho nên nó tốt vậy đó chứ chứ đâu ai đâu có trồng phân đâu năm nào cũng bỏ thêm đất hết á. À ra tầng ngô. Ta cũng dặn rau từ ngô nè các Cái bạn. này nhà rượu tên gì à, bảo tàng dặn cái ai dặn có mình anh thích cái rau này thôi à. Ui, nhiều người thích lắm chứ mấy cái này mình nấu canh với tôm ăn là nhức nách luôn á. Nhức nách là tại vì nó mục nhọt á. Rau lan chưa có ai dặn hết. Ô, oh, iPhone dặn rau lan rồi ta. Ai vậy? Hello. Ồ, anh dặn mới rau lan hả? Ờ, đang cắt hả? Trời ơi, ông này Ờ, sao? đợi nha. Bây giờ sao ông ho? Ok. Chắc mới đi học khóa ở đâu về liền ơi. Ông đi học ở đâu chứ tao đâu có dạy ông vậy đâu. Nó liên phân của con su phì phân su phì ít
bị cái tiếng nị à. Ghê mày. Chứ phân của Kevin á. Quá trời rau trồng gì đâu mà có tay trồng dễ sợ luôn. Dạ. Bây giờ tới hủ qua người ta cũng gọi dặn hủ qua nữa. Hủ qua bự quá các bạn ơi. Đó, ta dặn, đồ mình trồng á mình để tủ lạnh được lâu lắm. Ta dặn hủ qua. Để được em để cả tuần mấy, 2 tuần luôn. Cái gì? 3 4 tuần luôn á liền. Cái đồ mình mua chợ á dễ để chừng tuần làm từng... cái thúi chưa. Ba trái 1 ký. Bên đó để 3 tuần rồi mà vẫn còn đó. Coi các bạn, mình mới hái rồi đó. Bây giờ mình hái thêm để chiều nay mình dồn dồn thịt. Sắp sửa mùa đông rồi các bạn ơi. Mê không? Một thùng rồi nè, đủ rau hết trơn. Đây các bạn, trái hoa nè. Cứ 3 trái 1 ký, nhiều khi 3 trái 1 ký mốt. Tính ta 1 ký thôi. Trái này ngon quá. Ăn sao cho hết liền. Chắc cho thành bớt hả? Nấu lấy thì chắc mình cho. Còn mấy trái này còn nhỏ. Còn nó còn nhỏ dưới nhiều lắm chị Lo. Thấy không? Nào. Cái này từng sau mới cắt được rồi chị Liên ơi. Ừ, dài quá. Dài. Từng sau mới cắt được. Dạ. Bây giờ cắt cũng hy vọng là đừng có lạnh. Cắt có đó, từng tới lạnh mấy ngày á hả, xuống còn cắt, 8-9 độ gì hả? 8-9 độ bằng đêm hay bằng ngày? Bằng đêm á. Ờ bằng đêm 8-9 độ. Cắt bán còn non quá ổn các bạn ơi. Non quá nó nhẹ, nhẹ cân quá. Chờ cho nó già già cái hộp bự nặng cân. Rồi các bạn ơi. Các bạn mua rau nha. Đồng 99 phao. Này 2 đồng rưỡi. 2 đồng rưỡi phao. 2 phao 4. Bớt hủ qua 3 đồng phao nha. Ta dặn ký. Bán mắc dữ trời. Vô đây chắc ký mấy á, ký bốt quá. Tính ký thôi. Đây rau lan. Rau lan 3 đồng 99 phao á. Rau lan 3 đồng 99. Này từng ô. Đồng 99 phao. cà tím. Cà tím này thì hiếm. Chắc 2 đồng 99 quá. Đó, 2 phao không? Dưa chuột. Chuột rẻ rề à. Dưa chuột vô đây chắc 50 sen trái. Tặng đi. 50 sen trái. Rồi, mày vô, mày vô. Bà chị mua gì bà chị? Mua dưa leo á. Rồi dưa leo hả? Rồi 4 trái lấy 1 đồng thôi. 4 trái 1 đồng. Chào các bạn. Bây giờ rau bán ế rồi, mấy kia bán hết rồi. Con này từng ô ế không ai mua hết trơn. Mình đem về mình nấu nồi canh tôm mình ăn trưa. Hình như tầng ô là mình nấu canh thịt bằm mới ngon á anh Thắng. Ngon, tôm cũng ngon. Tôm cũng ngon hả? Tôm cũng ngon. Ờ, em nghe mùi đấy mà không được. Ok, giờ mình về mình bán ế rồi sách sách về nhà ăn kìa các bạn. Ăn các bạn ơi. Thì, chút xíu mình qua nhà rùa mình ăn tiệc. Ăn tiệc. Về mình làm công chuyện. Hôm qua mình trốn vợ đi ăn này. Giờ có vợ rồi qua nhà rùa mình ăn tiếp. Đi về bỏ vợ bên đây nè các bạn. Đi về dọn dẹp nhà. Đàn ông bên đây giỏi lắm. Chị của mình qua mình chơi. Còn ảnh thì đi về dọn dẹp nhà. Tại tối anh trốn vợ anh đi á. Trốn vợ đi ăn á. Ok, bye các bạn nha. Ok, Kevin. Mua the car. You move the car, he go home now. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích, các bạn bấm đăng ký và ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.